giới thiệu với quý vị và các bạn nhé. Đây là đường Lê Đức Thọ. Đấy, con đường này sẽ dẫn ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tôi đang đứng đợi đèn đỏ. Đấy. Đi thẳng con đường này khoảng 2 km nữa là đến với sân vận động Mỹ Đình rồi. Hôm nay ngoài đó có một cái hội chợ các cái làng nghề của khu vực miền Bắc thì vậy. Nên là đi ra đấy chơi rồi tham quan luôn. Sắp hết đèn đỏ rồi. Ok. Let's go. Lê Đức Thọ này cũng là một trong những tuyến phố văn minh và rất là sạch đẹp của thủ đô Hà Nội. Và đây là cái trục đường chính dẫn ra sân vận động Mỹ Đình. Thì cái đường Lê Đức Thọ và sân vận động Mỹ Đình này nó thuộc địa phận của quận Nam Từ Liêm, thủ đô Hà Nội. Ngày xưa nó là huyện Từ Liêm. Nó là cái ngoại thành như là huyện Gia Lâm tôi thôi. Nhưng mà từ khi mà lên quận thì tách làm hai, là để giữ nguyên cái Từ Liêm. Giữ nguyên hai từ Từ Liêm là tách thành quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm. Đây là địa phận của quận Nam Từ Liêm. Bên này người ta xây dựng cũng rất là nhiều, rất là phát triển. Hầu như bây giờ là xu hướng Hà Nội là xây dựng ra ngoài trung tâm thành phố là nhiều. 150m nữa tại Bùng Binh. Đấy, phía trước này chỉ còn khoảng độ cây số nữa thôi. 1km nữa là đến cái sân vận động Mỹ Đình rồi. Đi thẳng qua vòng xuyến bên kia. Những tòa nhà chọc trời mọc lên đấy, các bạn thấy không? Đấy, những con đường mới xây rất đẹp. Không biết là nó trưng bày ở cổng nào đây. 150m nữa tại Bùng Binh đi theo lối thứ hai. Đây rồi, bên tay phải các bạn là sân vận động quốc gia Mỹ Đình. À đây rồi, sẽ phải vào thì phải, để vào đây xem là. À đây là giải vô địch thể thao. Đây là trung tâm vận động viên cấp cao Hà Nội, chứ không phải. Ra khỏi đoạn đường một đoạn nữa. 600m nữa. Kia, đoạn trên kia, trên kia mới là sân. Khoảng 300m nữa. Đường nói là rất là đẹp. Rồi đường Hà Nội đẹp thật. Khu vực bên này người ta xây dựng rất rộng rãi, rất đẹp. Cứ đi đi, chưa đến đâu. Ngoài kia mà. Ở ngoài này một chút thì là sân. Đấy, kìa, những cái đèn, cột đèn cao áp, cao tướng kìa. Đấy, sân vận động Mỹ Đình đó. Đấy, sân bóng đấy, khán đài đó. Thấy chưa? 100m nữa, dễ phải. Đây rồi, đấy, bên tay phải này, rất nhiều cây cảnh các thứ. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ đi sang bên đó là gửi xe. Sẽ phải sang đi. Rẽ trái quên. Cứ từ từ mà đi. Họ mượn được cái địa điểm này nó là rất là đẹp. Để sẽ tìm cái chỗ gửi xe đã.
cứ đi vào chỗ trung tâm thôi nào. Rất nhiều các cái cây đẹp. Và đây ông ấy hỏi cái chỗ để xe. Ngoài đi người ta không nghe thấy đâu. Rồi kia đầu kia thì phải, đúng không? Có gửi xe này đây. Ngày mai mới là ấy mà. Ngày mai mới là khai mạc mà. Chúng tôi một chút nữa. Chưa có chỗ để xe đó. Chưa có chỗ gửi xe. 150 mét nữa. Rẽ phải. Đấy, rất nhiều các mặt hàng. Đây thử xem đây nào. Đây không gửi được ở đây rồi.